Các anh chị, có anh chị nào biết làm cách nào mà mình thu nhỏ lại cái mở một cái bài ra đó, rồi nó bự, nó chiếm hết cái screen luôn á, làm sao mà thu nhỏ lại? Nãy giờ Tiểu My ngồi Tiểu My làm không được, thu nhỏ lại bự quá hả? Người thì nghe bự, người thì không nghe gì hết. Nghe không? Anh chị nghe Tiểu My nói không vậy? Hả? Control lăn con chuột nha cô. Bấm minimize đó. Minimize đó hả? Control. Bấm control. Các anh chị làm sao cho nó nhỏ lại? Lăn con chuột giữa là gì? Coi lăn con chuột giữa. Không phải. Và lăn lăn con chuột giữa là được. Bấm control then what? Không hiểu cái chị nói gì, không hiểu. Khi thì mình mở một cái bài ra chữ gì phải không, nó bự, nó chiếm nguyên cái màn hình luôn, nó chiếm nguyên cái screen luôn. Mỗi lần thì mình maximize nó đó thì nó thâu nhỏ lại được. Khi không phải là minimize nha, minimize là nó chạy tuốt xuống dưới luôn. Mỗi lần thì mình phải giữ rồi gì nữa, sau đó lăn chuột. Ok, rồi gì nữa? Rock the screen đợi Tiểu My mở lại nha, mở cái bài lại nha. Nãy giờ ngồi làm hoài không được, tức thì thôi á. Rồi rồi làm gì nữa? Rắc nó phải không? Rắc nó thâu nhỏ nó lại phải không? Đợi tôi đi làm, hình như gần được rồi. Ok, I think I got it. Ok, let's see. Ok. Từ từ. Yes. Ở trên luôn phải không? Còn ở phía dưới thì sao? Thâu nhỏ lại, thâu nhỏ lại. Hình như được rồi. Được rồi. Đợi tí mình tí xíu nha. Yes. Ok, hình như được rồi đó. Để tí xíu nha, làm cho nó sâu luôn nha. Bởi vì nãy giờ ngồi làm hoài không được. Okay, let's see. Rồi, được rồi, cảm ơn các anh chị. Bởi vì tức thì thôi á, nãy giờ biết không, nãy giờ không vô đó là ngồi làm hoài không được, nhất định làm cho được, nhưng mà sợ các anh chị đợi, thành ra thôi vô cho rồi. Ok, cảm ơn các anh chị nha. Được rồi. Rồi bây giờ xì cái này phải 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 làm gì? Every single file hả? Cho mỗi cái bài hả? Hả? Đâu có đâu. Mỗi lần biết không? Mỗi lần Tiểu My mở ra thì cái nào nó cũng giống cái nào bây giờ. Mở ra cái nào nó cũng bự hết trơn á. Rồi mình phải làm như vậy hết luôn hả? Hả? Phải không các anh chị? Phải không?
Nha, mở cái này ra nó cũng bự nè. Bây giờ muốn nhỏ lại thì phải làm như các anh chị nói hồi nãy hả? Vậy là không phải rồi. Mỗi lần Tiểu My mở bài nào ra nó cũng nhỏ hết trơn á. Bây giờ mở bài nào ra nó cũng bự hết trơn á. Làm sao không hiểu. Là định dạng gì hả? Của Tiểu My là work không phải là cái tiếp đi là work như work pack thì phải tiếp đi không có xài cái office every single one đi. Nhưng mà nếu mà làm như vậy thì không được. Cái này nó không có right. I think. Let's see. Oh, okay, let's see. Oh yeah, để mình hiểu rồi. Nó không phải chỗ này, nó không phải như cái No, not this one. Oh, this is the big. Okay. Oh. It's still bự. No, không được. Okay, let's see. Nhỏ lại. Oh, I see. See, nhỏ, bây giờ thâu lại nữa. Và bây giờ cho nó bự ra. Ok rồi á. What is Oh, I think. Ok, tạm thời như vậy đi. Tạm thời. Để tìm mình mở mấy cái file khác thử coi. Ok, actually mình set ở phía dưới á, tìm mình file out ra rồi. Mình set ở phía dưới á, khi mà cái mở một cái bài ra đó, ở phía dưới đó nó có cái chỗ mà page 1, page 2 đồ này kia đó. Mình xét chỗ đó đó các anh chị. Nó mới thâu nhỏ, thâu lớn thì tùy theo mình chứ không cần mình không có cần grab nữa. Ok, được rồi. Bây giờ bắt đầu nha. Các anh chị nghe không vậy? Phải nghe lớn mà phải không? Nhỏ đâu nhỏ. Nghe nhỏ hả? Okay, let me check in Paltalk section then. File, set up references and audio setup. Lớn rồi mà. And một chỗ nữa coi nha. Install car. Lớn rồi đó. Nếu mà các anh chị nào nghe nhỏ thì nghe nghe lớn mà nghe rõ mà thấy không nghe rõ mà có cần ngậm cái microphone vô miệng không hả có cần Tiểu My ngậm cái microphone vô miệng không to thấy mồ luôn to thấy mồ luôn á cái giọng này mà đi đánh ghen đó là thắng là cái chắc á hey. Cái giọng này mà đi đánh ghen thắng là cái chắc đó. Biểu là gì? Là lớn đó phải không? Tạ Linh là lớn đó phải không? Hả? Là lớn đó phải không? No, đi cãi nhau không hay, phải đi đánh ghen. Ghen á, ok. Đi đánh giọng này là người ta mướn đi đánh ghen liền đó.
hét một tiếng là hét một bài tập hết giờ luôn nha các anh chị. Làm cho các anh chị khóc luôn á. Ok. Đi chợ tốt hả? Dạ, Tiểu My đã lớn dữ lắm rồi đó. Ok, anh chị nào mà không nghe, các anh chị check lại cái speaker của các anh chị coi. Ok, let's start. Because we're late for 36 minutes. We're late. Ok, hôm nay mình làm bài tập về The Voice of the World. Change from we want to change the singing from active voice. Okay. Làm bài tập hết mà. Chưa làm bài tập mà, hôm bữa chỉ mới làm sơ sơ thôi mà, phải không? Ok. Rồi, bây giờ bắt đầu nha. Bắt đầu nha, từ dễ tới khó. The manager gave them a discount. Mình sử dụng nhiều nhiều cuốn sách và nó áp dụng công thức là động từ to be, cái thì của cái động từ chánh quá khứ, phải không? Give là quá khứ của động từ to give, right? Thành ra động từ to be quá khứ của nó sẽ là were, chứ đâu phải là was đâu, đi theo cái chủ từ mới mà là they were chứ không phải they was, right? Rồi past participle của động từ to give là given, give, gave and given, right? And give a discount. And mình có cần để cái by the manager không? Hả? Cần không? Cần nha các anh chị, mình phải nói rõ là ai discount cái đó, cần cái okay, cần tại vì cần mà, phải không? Đâu biết ai 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 give cái discount đó đâu, phải không? Cần các anh chị nhớ khi nào chủ từ cần, khi nào chủ từ không cần nha. By the manager hay là by the owner, hay là by the cashier, mình phải mention ra. Okay. Cái gì mà nói chung chung thì khỏi cần mention, còn cái gì mà mình phải nhấn mạnh cái người nào thì mình phải mention ra. The bank will lend them enough money. The bank will lend them enough money. Nhà băng đó thì cho họ mượn đủ tiền. Nhà băng đó thì cho họ mượn đủ tiền. Nếu mà các anh chỉ nghĩ chủ từ đã biết rồi thì khỏi cần mention ra. Còn chủ từ mà mình muốn nhấn mạnh hay là mình chưa biết thì mình phải mention ra. Ok? Thành ra tùy các anh chị, tùy theo cái câu chuyện của mình, tùy theo cái situation. Ok? Đây. Ok. Sai nha, Brian. Nhất mình lấy tốt
từ làm chủ từ là đây, phải không? Đây. Rồi nếu trong câu nó có trợ động từ thì mình phải đầu áp dụng công thức là be and past participle. Động từ to be phải chia will lend, phải không? Rồi in of many. Nếu mà các anh chị đã biết, ví dụ mình vô nhà bank, mình mượn tiền thì mình khỏi cần lặp lại cái chữ by the bank. Còn nếu mà mình ở nhà đó, thì mình nói với cái người nào đó đó, thì mình lặp lại cái the bank, by the bank. Ai cho mượn tiền vậy? Ôi nhà băng đó. Còn khi mà mình ở trong nhà băng thì biết là theo cái situation cái tình trạng lúc đó cái người mà trước mặt của mình á biết điều đó chưa, biết nhà băng cho mượn chưa, hay là đang ở nhà không biết, thì tùy thế. Chị hiểu rồi phải không? Câu đúng là không cần nói nhà băng, phải không? Ok, đổi câu này đi. Trước nhất là mình sẽ lấy túc từ làm chủ từ. No, túc từ ở đây là cái gì? Túc từ ở đây là cái gì các anh chị? Chứ anh chị phải lấy túc từ trực tiếp, ok? Chứ không được dùng cái túc từ gián tiếp. Cái túc từ gián tiếp là student. Các anh chị nhớ điều này nha. Các anh chị hiểu, mình có hai cái túc từ phải không? Một là túc từ trực tiếp là slice, hai là túc từ gián tiếp là student. Túc từ trực tiếp sẽ là slide, chỉ cái gì, show cái gì, show cái slide, show tới ai, cho student. And that slide mới là túc từ chánh đó, túc từ gián tiếp mình làm để đổi thành passive. That will be shown. Các anh chị không có thuộc động từ bất quy tắc, phải không? Shown mà chứ đâu phải là showed, phải không? Động từ to see phải không? I mean show phải không? Show shown phải không? Yeah, shown. Slide will be shown to slide will be shown to teach, I mean to student. Okay, không cần nói by the teacher cũng được, nhưng mà ở đây mình không cần, tại mình nói student thì nó relate to teacher, right? Slide will be shown to student. Các anh chị hiểu túc từ trực tiếp hay túc từ gián tiếp không? Trong một câu active đó, mình phải lấy cái túc từ trực tiếp mình mới đọc, mình đổi thành cái passive. Câu này mình có thể mình viết cái gì? Các chị hiểu túc từ trực tiếp và túc từ gián tiếp không vậy? I give when I give her the book. I give her the book. Hay là I give the book I give the book to hay là for her. Các anh chị nghĩ to hay là for her?
có hai cách nói, okay. Một là mình nói I give her the book, hai là mình nói I give the book to her, right? Có hai cách nói. Thường thường người ta không có nói cái cách thứ hai, thường người ta nói cái cách thứ nhất nhiều hơn. I give her the book. Tại sao? Có bao giờ các anh chị nghe nói là give money to me không? Đâu ai nói như vậy? Give money to me. Đâu ai nói như vậy phải không? Give me money, phải không? Thường nói give me money hơn là give money to me. Okay. Thành ra cách thứ nhất là cách nói thông thường. Thành ra cái cách thứ nhất á, mình khó phân biệt được cái nào là túc từ trực tiếp, cái nào là túc từ gián tiếp, phải không các anh chị? Right. Nhưng mà thường thường cái gì chánh á, nó ở phía sau. Anh chị nhớ nha, tiếng Anh á, cái gì chánh mình để ở phía sau. Ví dụ như Tiểu My nói cuốn sách của Tiểu My, thì các anh chị nói là book Tiểu My hay là Tiểu My book? Cuốn sách của Tiểu My, book Tiểu My hay là Tiểu My book? Thấy không? Nói về cuốn sách hay là nói về Tiểu My? Red paper. Hả? Nói về cuốn sách hay nói về Tiểu My? Nói về cuốn sách mà, phải không? Thành ra nói về cuốn sách phải để ở phía sau. À, nhớ nha, cái gì chánh để ở phía sau? Tiểu My's book, right? Nhớ nha. Bây giờ nói nè, chìa khóa xe, car key hay là key car? Car key hay là key car? Mình nói về cái chìa khóa là mình nói về chiếc xe. Yeah, mình nói về cái chìa khóa, phải không? Thành ra mình phải để ở phía sau. Tại cái gì chánh thì nó để phía sau. And cái car key đó, mình dùng cái compound noun được, nhưng mà mình không được dùng cái possessive case. Anh chị hiểu gì không? Possessive case có nghĩa là apostrophe and chữ S đó. Đồ vật các anh chị không được dùng cái sở hữu cách là cái dấu phẩy, cái dấu nháy và chữ S cho đồ vật, nhưng mà mình dùng cái compound noun được. Compound noun có nghĩa là một hoặc hai chữ, ba chữ hợp lại thành một nghĩa, một unit. Ok, nên mình nói là nói cách này thì được, thì đúng, nhưng mà không được dùng cái apostrophe and chữ S cho đồ vật. Nói cách này là sai. Ok, người ta thì được. Ok, người ta thì được, tại Tiểu My là người ta, cuốn sách của Tiểu My thì được, nhưng mà đồ vật thì không được. Thành ra một người nói car key, hay là mình nói là the key of the car. Ok, các anh chị hiểu rồi phải không? Tại khi mà các anh chị dùng cái compound noun cho đồ vật thì cái gì chánh để ở phía sau, nhớ nha. Và một cái nữa, tài xế taxi nói sao các anh chị? Dùng cái compound noun, tài xế taxi. Tài xế taxi. Yeah, mình nói về ông tài xế hay là mình nói về chiếc taxi? Mình nói về ông tài xế, phải không? Thành ra tài xế phải để ở phía sau. Driver, okay? Taxi driver, right? Ngựa đua, con ngựa đua. Race horse hay là horse race? Yeah, cái con ngựa, mình nói về con ngựa. Mình nói về con ngựa. Okay, red paper phải để ý nha. Con ngựa đua, mình nói về con ngựa chứ mình đâu có nói về cái cuộc đua, phải không? Right. Bây giờ cuộc đua ngựa. Cuộc, nhớ nha, mình nói về cái gì chánh để phía sau. Và nói là cuộc đua ngựa. Yeah, mình trở ngược lại, tại vì mình đang nói về cái cuộc đua chứ không phải mình nói về con ngựa. Right. Ok, xe bus của trường học, mình gọi là xe trường á. Xe bus của trường học.
Yeah, mình nói về chiếc xe bus, ok, chứ mình không có nói về cái trường học. Mình đang nói về chiếc xe mà, xe trường mà, chứ đâu phải trường xe đâu. Vô tư and my name, I'm sorry, my name đúng. Vô tư and Bin anh Bình gì đó, ok. Nhớ nha, mình nói về cái trường, mình nói về chiếc xe, right? Cái nhà của ba tôi, cái nhà của ba tôi, cái nhà của ba tôi. Thế chị phải học lại cái bài này mới được. Mình đang nói về cái nhà, phải không? Mình đâu có nói về ba tôi đâu. Ok, mình đang nói về cái nhà. Và ở đây bắt buộc phải có apostrophe and chữ s. Ok, bắt buộc phải có apostrophe and chữ s. Cái gì mà có chữ của ở đó đó, ok, thì mình phải để cái apostrophe and chữ s vô. Rồi các anh chị hiểu rồi phải không? Đó là tại sao khi mà mình viết tên mà viết bằng cách của Mỹ, mình phải để cái last name ở phía sau. Ok, ví dụ viết cái tên bằng tiếng Việt á, theo cách tiếng Việt á, thì mình cái họ trước phải không? Em in cái họ để phía, cái họ viết trước phải không? Nguyễn Tiểu My thí dụ đi, vậy đi. Ok, thì cái họ viết trước phải không? Nhưng mà đối với tiếng Anh đó, tiếng English đó, thì cái họ mới là cái chánh, thành ra cái chánh phải để ở phía sau. Cái họ mới quan trọng hơn là cái first name nha các anh chị. Last name mới mới quan trọng, cái first name chỉ là phụ thôi. Ok, tại vì khi mà ra đường người ta gọi nhau, người ta gọi bằng cái last name. Người nào lạ các anh chị hỏi tên, what's your name? Oh, my name is Maria Nguyễn. Oh, hello, I'd like to meet you, Miss Nguyễn. Thành ra cái last name mới là cái chánh. Ok, thành ra cái Nguyễn để ở phía sau. Right, chị hiểu rồi phải không? Bởi vì mọi người đều kêu ông tổng thống Mỹ là Mr. Mr. gì? Mr. gì ông tổng thống Mỹ? Các anh chị gọi ông là gì? Mr. President hay là Mr. Obama? Okay, Mr. Obama hay là Mr. President? Tại vì có Obama là cái last name của ổng. Okay, là cái last name của ổng chứ không phải là cái first name, cái họ của ổng. Các anh chị thấy không? Cái họ mới là chánh. Một là các anh chị phải nói là Mr. Barack Obama, phải nói, nếu mà nói cái first name thì phải đi theo cái last name luôn. Còn nếu mà các anh chị không muốn mention cái first name cũng được, không sao hết, tại nó chỉ là phụ thôi. Nhưng mà bắt buộc mình phải mention cái last name. Ok, sao biết rảnh hả? Hả? A-C-E-O-F space. Hả? Sao biết rảnh? Đáng lẽ buổi sáng này là Tiểu My phải ngủ cho nó khỏe đó. Ok, ngủ cho đến trưa luôn rồi dậy. Mà nói rảnh nữa. I commit all my time. Ok, cái gì nữa quên rồi ta. Rồi, thành ra nhớ nha, cái gì mà chánh thì để ở phía sau. Ok, cái gì mà chánh thì để ở phía sau. Ok, còn cái gì phụ thì để phía trước. Đấy, các anh chị hiểu rồi phải không? Các anh chị hiểu rồi phải không? Right, thành ra nói về cái sở hữu, cái gì chánh để phía sau. Rồi, bây giờ trở lại bài. Thành ra cái trong câu mình nó có hai cái túc từ. I give
Her, my book. Cái này mình có hai cái túc từ, một câu trực tiếp là chánh, còn gián tiếp là phụ. Thì nhớ điều này nha. Thành ra my book mới là chánh, là trực tiếp, là túc từ trực tiếp, mình gọi là direct object. Okay. Còn her là indirect object. Okay. Rồi trở lại cái câu này. Okay, the teacher will show slides to student. Hay là mình nói cách khác, the teacher, nói cách khác là nói cách nào các anh chị? Will show, will show a student some slide. Là khái như vậy. Okay. Đây là cái cách mình nói ngược lại. Nhưng mà thường thường người ta nói cái cách thứ hai nhiều hơn là nói cái cách thứ nhất. Thì cái slide đó sẽ là túc từ trực tiếp, tại vì nó đứng ở phía sau, còn student là gián tiếp, phải không các anh chị? Nếu mà nói không có cái preposition to đó, thì mình sẽ nói ngược lại như vậy. Okay. Rồi thành ra mình thấy cái some slide sẽ là túc từ trực tiếp, nó là cái chánh. Thành ra mình nắm cái túc từ trực tiếp, mình đổi thành cái passive. Right? Và các anh chị đã đổi rồi, phải không? Some slide will be shown. Phải không? To student. By teacher. By the teacher. Nhưng mình không cần lặp lại cái by the teacher. My partner will send you the fax. Cái người mà làm việc với tôi đó, phải không? Cái người mà hùng với tôi đó, phải không? À, cái partner các anh chị dịch sao? Cái người đối tác. Đối tác là gì? Cái người đối tác là gì? Chúng mình không biết. Cái người mà chung với mình đó, cộng sự đó. Chúng mình hiểu chữ cộng sự. Okay. Đối tác là cùng nhóm mà. Chúng mình không biết. Cái người mà cộng sự với mình đó, nghĩa là làm việc chung với mình hay hùng hợp chung với mình đó, gọi là partner. Đấy. Sẽ send you the fax là gì các anh chị? Send you the fax là gì? Send you the fax các anh chị hiểu là gì? Hả? Yeah, sẽ gửi một cái fax cho mình. Fax cho mình something. Okay. Rồi, thành ra câu này mình sẽ đổi là cái nào là trực tiếp, cái nào là gián tiếp? Là the fax, phải không? Đứng ở phía sau nên nó là trực tiếp. Right? The fax will gì? Will be. Các anh chị nhớ nha. Trước nhất mình lấy cái túc từ mình đem làm chủ từ là the fax, right? Rồi trong câu có trợ động từ will, mình phải lặp lại cái trợ động từ là will. Rồi bắt đầu mình mới áp dụng công thức là be and past participle, phải không? Yeah, mà be phải chia theo cái động từ chánh là send là ở thì hiện tại, thành ra be sẽ ở thì hiện tại luôn, phải không? Thành ra will be. Rồi send, quá khứ của động từ to send là center, phải không? And that will be sent, right? Will be sent to, will be sent by my partner. Bắt buộc ở đây mình phải để vô cái by my partner, phải không các anh chị?
Could you please sharing in English? Okay, cái giờ grammar, chúng mình sẽ nói hai hai tiếng luôn nha. English and Vietnamese, okay? Tại vì cái ngữ pháp nó khó đó các anh chị. Nhiều khi nói tiếng Anh không, các anh chị cũng không hiểu. Nhiều khi nói tiếng Việt không, cũng không hiểu, okay? Và đã cả hai luôn, okay? Đây không phải là cái giờ mà conversation. Okay, now next one. Okay, let's do this one. For offer Bill a job. Trong cái bài text á, thường thường mình nói tiếng Mỹ nhiều hơn, okay? We communicate. Okay, các anh chị, if you have any question behind the, I mean beside the text. Thì đợi Tiểu My xíu trả lời cho người này nha. Ok, nếu mà các anh chị có câu hỏi ngoài bài, Tiểu My sẽ trả lời sau giờ học nha. Chứ đâu có cắt nghĩa rõ ràng được. Ok, now do this one. Ok, for offer Bill a job. So, này làm sao? Hỏi nữa. Okay, let's see. Xin đợi cho mình tí xíu trả lời cái người này nhất định hỏi cho được. Okay, now, câu này. Okay, first we have to find the noun that is doing the action, right? The noun is what? It's for. The noun is the subject, right? Then find the word, I mean, and put it in the right of the passive voice, I mean passive sentence. I mean, yeah, make it either direct or indirect object in the passive sentence and precede it with the preposition by. Đó là cái cách mà mình đổi theo trong bài đó, nó kêu mình đổi như vậy á. Trước nhất mình lấy chủ từ làm túc từ và đứng trước nó phải là chữ bài. Right? Phải không? And find the object and put in the subject. Mi phải khóa cái PM lại mới được. Khóa PM lại mới được. Xin lỗi các anh chị nha, hỏi hoài ha. Okay, last. And then xong rồi mình mới áp dụng công thức last combine a be verb with the past participle of the active verb, right? In the main verb. Okay, and don't forget to keep the auxiliary verb hay là helping verb of the active sentence. Các chị hiểu không? Nghĩa là mình đừng có quên khi mà trong câu nó có cái trợ động từ, mình phải lặp lại cái trợ động từ đó. Okay, mình phải lặp lại cái trợ động từ đó. Trước khi mà mình áp dụng công thức là mình sẽ dùng động từ to be with a past participle of the main verb, right? Chị hiểu rồi phải không? Đó là cái những cái step mà mình phải follow. Thì nói lại tiếng Việt nè. Trước nhất á, mình lấy cái túc từ, mình sẽ làm chủ từ, nghĩa là để ra phía trước, phải không?
Xong rồi đó, mình coi trong cái câu active đó, sentence đó, nếu mà nó có trợ động từ thì mình phải lặp lại cái trợ động từ đó cho trong cái câu mà passive. Rồi xong rồi đó mình mới áp dụng công thức là be with a participle. Be đó mình phải chia theo conjugate theo cái domain verb tense, nghĩa là chia theo cái thì chánh, cái thì của cái động từ chánh. Nếu mà cái động quá khứ, cái offer là quá khứ phải không? Right? Thành ra cái động từ to be phải chia theo quá khứ là was và chia theo cái chủ từ mới là for. Hey, for là the third singular person, ngôi thứ ba số x phải không? Thành ra động từ to be sẽ là was. Okay. Rồi sau đó mình mới chia cái động từ chánh là past participle của động từ chánh là offer. Thành ra cái past participle nó giống như cái past tense, cũng là ed luôn, offered, right? And then offered to build by four. Offer to build gì? My name Tom. Thường thường các anh chị phải offer, offer cái gì? You miss the object, I mean the direct object. Offer what? My name thấy chỗ này không? Yeah, offer a job to build, phải không? Cái my name viết nói đúng đó các anh chị. Offer the job mà các anh chị miss cái. Offer a job to build, right? By four. Bắt buộc mình phải mention cái offer a job to whom, right? Không hiểu hả? Thường thường các anh chị offer a job, bắt buộc phải offer a job to whom? Cho ai? Cho ai? Phải không? Cho ai? ACE of space. Okay? Don't tell me what to do. Okay? Don't tell me what to do. Phải không các anh chị đồng ý không nào? So cái câu của my name đúng nhưng mà thiếu cái direct object. Okay? Còn phải không? Còn câu của tại sao không mention by four? Ở trong cái company nó có nhiều cái manager. Phải không? Mình phải mention cái người nào offer cái job cho ai, right? Anh chị hiểu đồng ý gì? Cái câu chánh là gì? Where is the active sentence? For offer bill a job. Ok. Anh em mình sẽ lặp lại y chang như vậy. To build. Trong bài tiếng Mỹ không có cái câu không có cái answer. Tiếng Mỹ để tự các anh chị làm to build by four. Cái câu đúng là như vậy. Không có cái period đó nha. Mình phải nói là no, 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 I'm sorry. Mình để sẵn cái câu active. Ok, cái câu active, this is the active sentence, ok. Bây giờ mình đổi nè, trước nhất là mình lấy chữ mình lấy cái túc từ. A.
A job will be coming after Diện Tư. Dạ. Dạ khỏe Diện Tư. Con bận quá à, không có về được. Con bận quá không có về được. Dạ lạnh, hôm qua lạnh. Hồi tối lạnh, giờ lạnh lạnh dưới 30 luôn á. Yên tư. Dạ. Tại chứ sao. Dạ nhưng mà không biết còn tại trời con đi dạy xa lắm đó, dạy mỗi ngày xa thiệt là xa đó, chạy nhiều quá sợ hư xe. Dạ. Dạ con chuyện tôi nói gì tư bữa nào ấy con về. Dạ ok. Dạ con gọi điện tư lại nha. À, thứ ba điện tư. Ok, sorry các anh chị. Tới đâu rồi tao? Cái chút từ trực tiếp mình túc. Từ gián tiếp mình có thể đặt thành hai câu passive cũng được nha các anh chị. Nhưng mà cái chính á, mình dùng cái direct object. Okay, a job will be offered to Leo, phải không? By John, I mean by four. Okay, by four, right? Right? Đây là một cách. Okay, đây là một cách. Cách thứ hai đó là mình dùng cái túc từ gián tiếp mình đặt thành cái passive cũng được, right? Ok, thí dụ Bill, phải không? Bill là túc từ gián tiếp. Ok, mình là Bill will be. No, 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 no. Túc từ gián tiếp làm được không các anh chị? Không được phải không? Túc từ gián tiếp làm được không? Hả? Không phải tự thêm vào. Ok, my name Tom. Is your name Tom? Are you name Tom? Is your name Tom? Phải không? Ok, Tom. Cái công thức, cái cách, nhưng không phải cái công thức mà cái cách đổi từ cái active qua cái passive. Ok. Giờ muốn nói tiếng Mỹ hay là nói tiếng Việt? Các anh chị trong cái giờ grammar, tiếng Mỹ phải nói tiếng Việt nhiều hơn, cắt nghĩa tiếng Việt cắt nghĩa nó rõ ràng hơn. Okay, các anh chị hiểu hơn. Right? Okay, nào bắt đầu nào. Thí dụ mình có cái câu này. Cái câu cho nó giản dị đi. Okay. I give. Ôi thiếu gì câu. Giờ lấy câu khác nha. Lấy câu khác nha. Câu nào cho kênh. Câu nào cho dễ dễ cho các anh chị. Ok. Câu này nha. Cho chữ will vô đi, cho chữ will. Không phải là tự động mình bỏ vô, ok, không phải tự động.
Câu này đi. They will make these calls in Japan. Thí dụ như vậy đi. Yeah, these calls, phải không? Đã mình làm chủ từ. Đây là mình áp dụng, mình đi từng step nha, mình đi từng bước. Okay, these calls. Right? Rồi sau đó mình coi trong câu active đó, nghĩa là cái trong câu mà chánh á, nó có trợ động từ hay không? Trong câu có trợ động từ hay không? Mr. I mean my name Tom. Yeah, trợ động từ là will. Mình phải lặp lại cái trợ động từ đó. Okay. Thành ra cái câu tiếp tục là these calls will, right? Đó là step thứ hai. Xong rồi mình mới áp dụng công thức là be and past participle. Cái past participle thì có ed. Okay, thí dụ như động từ to play thì past participle của nó là played, right? Còn nếu mà động từ bất quy tắc á thì nó ở sẽ ở cột thứ ba. Thí dụ như là động từ to go, go, went and gone. Okay. Past participle của động từ to go nó sẽ ở cột thứ ba là gone. Okay. Rồi, thành ra công thức là be and past participle. Giờ nói lại nha. Thành ra cái câu mình hiện có là this call right, will. Okay. Mình tới đây rồi, right? Chúng mình ôm lại cho các anh chị nào mới vô. Mình mới áp dụng công thức là be and past participle. Nhưng mà động từ to be đó phải chia theo cái thì chánh của cái chia theo cái thì của động từ chánh ở trong câu. Ok. No, cái câu chánh là they will make. I'm sorry, I missed the will. Cái động từ to be phải chia theo cái thì chánh của cái câu chánh. Cái thì chánh, I mean của cái thì của động từ chánh. Động từ chánh trong câu là động từ to make, phải không? To make. Đồng ý không nào? Và nó là thì hiện tại, phải không? Thành ra động từ to be phải chia theo thì hiện tại sẽ là thành ra câu mới mình sẽ có là this course will be, đồng ý không nào? Cái thì của động từ chánh là thì hiện tại, thành ra nó sẽ là be. I misspell write will. Right? Rồi. Cái make, made and made, phải không? Đúng không các anh chị? Các anh chị phải thuộc made, right? Thành ra câu mới nữa sẽ là this car. Biết các anh chị hiểu không? Đó, cái câu mình có tới đây. Đồng ý không nào? Right. Rồi, sau đó đó mình sẽ lấy chủ từ làm túc từ, cái step kế. Chủ từ ở đây là they, phải không? Đấy. Thành ra nó sẽ đổi thành túc từ là chủ từ đây là subject pronoun. Phải đổi thành object pronoun là them, phải không nào? Không, tại khi mà nó đổi thành túc từ nó sẽ trở thành chữ them chứ không còn chữ they nữa. Right? Và đứng trước nó bắt buộc phải là chữ by. Ok, cho cái câu passive. Khi mà các anh chị lấy chủ từ làm túc từ thì đứng trước nó phải là chữ by.
Thành ra cái câu mới mình sẽ có là these cars will be made by them. Phải không? Đó. Từ từ, chúng mình phải cắt nghĩa từ từ, ok? Từ từ. Rồi, mình có câu mới, không được bỏ chữ của người ta nha. Anh các anh chị phải lặp lại, ok? So, nguyên câu của nó sẽ là I'm sorry, I missed the S. These cars will be made by them in Japan. Right? Đó. Cái câu nguyên diện của nó từ active, they will make this car in Japan. Qua cái passive là this car will be made in, I mean by them in Japan. Right? Ok, rồi. Trong cái bài mình đã học rồi. Nếu mà cái chủ từ đó mà dùng những cái mình gọi là in definite pronoun đó, nghĩa là những cái đại danh từ không biết dịch là gì, những cái đại danh từ như là I, you, we, them, his, him, her, đại khái như vậy, mình không cần lặp lại trong cái câu passive, tại vì mình hiểu rồi, hoặc là mình đã biết rồi, hoặc là nói chung chung thì mình không cần lặp lại. Mình không cần lặp lại những cái đại danh từ như là I trở thành me, you trở thành you, his, he trở thành him, she trở thành her, they trở thành them. Mình không cần lặp lại nó. Okay. Đó là trả lời cho finding through. Phải không? Finding through muốn hỏi như vậy phải không? Như vậy. Ok, tụi mi nói rất là chậm rãi. Mong các anh chị nắm dưỡng, phải không? Chị biết cách rồi, phải không? Ok, rồi, bây giờ trở lại, mình làm tiếp nha. Cứ theo từng step như vậy mà làm, ok? More quickly, hả? Okay, people will need public transport. Mọi người đó sẽ cần cái sự sự lưu thông công, có nghĩa là mình cần nhiều xe bus nhiều hơn, hay là xe đò, xe gì đó, đại khái như vậy á, right? Phương tiện công cộng. Giao thông chứ không phải sử dụng phương tiện công cộng, sử dụng giao thông chứ, phải không?
không phải phương tiện mà giao thông, ví dụ như xe bus. Giao thông, ok, transport là giao thông. Thấy như vậy, ok, needed, right? Will be needed. And we don't have to repeat by people. Ok, tại people, cái gì mà mình nói chung chung nha các anh chị, they, them, những cái indefinite. Pronoun nghĩa là những cái đại danh từ bất định đó. Bất định là mình nói chung chung thôi, mình không có chỉ định rõ ràng ra, như là people, they, đồ này kia đó, thì mình không cần lặp lại. Hay là someone, hay là no one, để khái như vậy mình không. Câu này nha, câu này. You must not drop litter in the street. In the street. Rác rưởi á, bạn 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 câu này dịch sao ta? Bạn không không phải phải không? Bạn không được á, tiếng nói dịch không được á, nhưng mà chữ must hơi hơi khó dịch. Bạn không được vứt rác ra đường, đúng rồi đó, bạn không được vứt rác ra đường, xả rác ra ngoài đường. Ở bên tiểu bang này thường có cái câu, các anh chị đi ra đường thường có cái câu don't mess with Texas, nghĩa là gì? Don't mess with Texas, cái ý tựa tựa như vậy đó. Tiểu bang này mà các anh chị mà đi đường mà các anh chị mà mess, có nghĩa là đừng có vứt rác ra ngoài đường, đừng có làm phải lợt đồ này kia đó. Litter, litter có s không các anh chị? Mess with Texas. So cold. A condition of disorder or untidy. Cái leader này không có S phải không? Rác rưởi. Rác rưởi mình đâu có đếm một rác, hai rác, ba rác, bốn rác, năm rác đâu. Right? Ok, letter. Rồi bây giờ mình coi là cái câu nha. Đấy. Cái nào đếm được thì không có s, không có đếm được thì không có s. Trước nhất là mình lấy cái túc từ làm chủ từ. Ok. The object letter will become the subject in the new sentence, right? So letter. Rồi sau đó đó mình sẽ coi coi có cái trợ động từ hay không. Trong câu có không các anh chị? Có không? Có trợ động từ không? Có helping verb không? Auxiliary verb không? Có, phải không? Có là chữ gì? Chữ must, right? Thành ra mình sẽ lặp lại. Các chị nhớ nha, cái trợ động từ nó theo cái thì nào mình cứ lặp lại y chang như vậy. Ok. Rồi có mình sẽ lặp lại, right? Must not luôn, phải không? Rồi kế đó mình mới chia, mình mới áp dụng công thức be and past participle. So be ở thì hiện tại là drop, phải không? And drop not, must not be. Cái chữ not đó là trợ, là trạng từ, phải không?
Must be not hay là must not be? Theo các anh chị hiểu must be not hay là must not be? Ha? Must be not, no. Nhớ nha, cái trạng từ mình phải để sau cái động trợ động từ đầu tiên. Okay. Bây giờ bỏ chữ not đi, các anh chị sẽ coi nè. Later. Later. Must be dropped. Dropped. Cái drop này ending sao là gì các anh chị? Dropped hay là dropped hay là drop it? Ha? Doctor hay là dropped hay là drop it? Yeah, dropped, phải không? Dropped, right? Dropped. So các anh chị thấy hai trong cái câu này có bao nhiêu trợ động từ? Letter must be dropped. Có bao nhiêu trợ động từ? How many adverb in the sentence? Có bao nhiêu trợ động từ? Có hai, phải không? Right? I mean, yeah, có hai. Là must and be. Okay, must and be là hai trợ động từ. Thành ra khi mà cái trạng từ not đó, mình phải để ở đâu? Cái này mình cũng học rồi. Mình để đâu các anh chị? Mình đặt ở đâu? Sau chữ must hay là sau chữ be? Sau chữ must, right? Nhớ nha, trong câu mà có trạng từ always hay là usually hay là seldom thì mình phải để sau trợ động từ đầu tiên. Thế mình học rồi. Hôm nay đây mình sẽ đề là letter must not be. Okay. Rồi, lặp lại. Dropped. Right. In the street. Cái gì mà mình nói chung chung? People, everyone, no one, someone, they, them, đồ này kia không cần lặp lại. Okay. Mình đọc, mình đang làm bài tập cách đổi qua cái passive. Yeah, change the verb to active or passive voice, okay? From active to passive voice. Okay, rồi tiếp tục. Ok, bây giờ we go quickly nha các anh chị. Nãy giờ Trí My ôm lại cho các anh chị cái cách đổi từ passive, I mean active to passive. Bây giờ mình đi nhanh nha. Các anh chị nắm vững rồi phải không? Các anh chị nắm vững rồi, giờ mình đi nhanh nha, không cắt nghĩa nữa, ok? Rồi, bắt đầu nha. Hơi khó khó chút xíu. Okay, people in our country know Miss Sprouse works very well. Mọi người ở trong nước của tôi đó thì biết cuốn sách của bà Sprouse rất là rõ. You have to bring your whole sentence, please. Viết nguyên câu ra luôn nha các anh chị.
Hi, hit, hin, phải không? Quá khứ thường là gì? Simple past là gì? Hide, hid, and hidden, phải không? Ba chữ. Chị phải nhớ luôn ba chữ nha. Yes. Ok. Tại sao Tiến My phải hỏi các anh chị? Tại vì các anh chị ra câu passive xong. Ra câu passive đi. Đổi ra câu passive đi. All the sport equipment. Right? War. Tại vì quá khứ mà phải không? Were là động từ to be, ở quá khứ là were. Rồi, cái động từ chánh phải ở past participle là hidden, phải không? Yes, okay. Right. Rồi, phải không? Xong rồi, từ từ. Khi mà mình đổi thành câu xác định rồi đó, rồi mình mới make a question. Phải không nào? Giờ mình có câu này rồi. Ok. Giờ mình make a question. Các anh chị make a question. Câu này làm sao đổi thành câu hỏi? Ok. Đổi thành câu hỏi. Không cần ba đem đi ra đằng trước. Đấy. Thành ra câu mới mình sẽ có were, phải không? Đổi thành yes no question trước. Right. Phải không? Rồi. Từ cái yes no question mình mới đổi thành cái WH and how question. Phải không? Thành ra WH ở đây mình sẽ dùng chữ where. Mình đổi ra phía trước, mình để ra phía trước. Thành ra cái câu mới, cái câu trả lời sẽ là ok. Anh chị hiểu rồi phải không? Đó là cái cách đổi từ một câu hỏi ra cái passive. Mình phải đổi từ từ như vậy. Nếu mà các anh chị chưa nắm vững, các anh chị phải đổi từ từ như vậy. Ok. Em đi chia sẻ rất là rõ ràng từng step cho các anh chị. Đấy. Nhớ nha, trong một câu hỏi trước nhất mình phải lập à, mình phải đổi nó thành một câu xác định trước. Rồi từ cái câu xác định đó mình mới đổi thành cái passive. Rồi từ cái passive đó đó mình mới lập thành câu hỏi. Ok, mình làm từ từ ngược lại như vậy. Ok, đồng ý không nào? Thì mình không bao giờ mình lẫn lộn được hết trơn. Ok, để kiếm một câu hỏi này cho các anh chị làm nha. Giờ các anh chị làm thử câu này nha. Đổi câu này thành câu xác định trước. Where did they invent gunpowder? Đổi thành câu xác định. They invented, phải không? Gunpowder. Đổi thành câu xác định they invented đấy gun power. Ok, rồi từ cái passive đó mình mới đổi ngược lại thành câu hỏi, nghĩa là mình đem cái động từ to be ra phía trước. Right, was gunpowder invented? Right, rồi mình nói để cái W H word là where. Ok, anh chị biết cách đổi câu hỏi rồi thì phải không? Đổi câu hỏi qua ra câu passive.
Thì các anh chị làm theo cách này thì không bao giờ các anh chị bị lẫn lộn cái thì hay là cái động từ ở trong câu. Ok, next. Okay, the mechanic didn't repair my car on time. Cái ông thợ máy đó không có sửa xe tôi on time. Dịch là gì? Đúng giờ hả? Không phải đúng giờ. Không có sửa xe tôi đúng. Cái anh chị dịch cái on time chỗ này đi. Em mới hiểu. Có nghĩa là mình hẹn ổng dịch on time chỗ này dịch sao các anh chị dịch tiếng đúng hẹn giờ, đúng hẹn đó, đúng rồi đó. Mình hẹn ổng ngày thứ năm lấy mà mình không có chịu, mà ổng không có sửa. Đến thứ năm mình lại lấy cũng không xong, cũng chưa xong. My car wasn't repaired on time. Mình không cần lặp lại cái mechanic, okay? Hôm bữa cách nghĩa rồi. Katy Perry biết cái vòng tròn không? Magical circle. Biết cái vòng tròn huyền diệu không? Hả? Có biết cái vòng tròn huyền diệu không? Các anh chị khác biết phân biệt được on time là gì, in time là gì không? Các anh chị khác biết không? Khi nào mình nói on time, khi nào mình nói in time? Không hả? Nhiều người thì tụi mình sẽ ôm lại. Ai không biết cái vòng tròn huyền diệu? Heo trắng thì biết là dĩ nhiên rồi. Khi nào mình nói in time, thì hôm nay chúng mình chia sẻ lại nha. On time ở đây đó là mình hẹn ổng 5 giờ mình ra lấy, đó là on time. Hay là đúng ngày thứ năm mình ra lấy, đó là on time. Okay, chính xác cái ngày nào giờ nào đó là on time. Okay. Vẽ xong rồi nói nha. Lấy tờ giấy cây viết ra vẽ đi. Okay. Tại nói okay. Hả? Tại sao tụi mày hỏi rồi chưa? Các anh chị phải say yes chứ đừng có nói okay. Tại sao? Có ai biết không? Cái này tụi mình cũng chia sẻ rồi. Hả? Đúng rồi, Din Anbin. Din Anbin. Khi nào mà người ta hỏi mình xác định coi cái chuyện đó đúng hay sai, có hay không, thì các anh chị phải nói yes. Ok. Nếu mà có thì nói yes, còn không thì nói no. Chứ không được nói ok. Thí dụ, tụi mình hỏi câu này: Are you a student? Yes hay là ok? Are you a student? Yes hay là ok? Yeah. Có nhiều người không biết thì mình phải lặp lại. Phải nói yes. Bạn có phải là học sinh hay không? Yes. Chứ đừng có nói ok. Ok mắc cười thì thôi á. Rồi hỏi câu nữa nha. Bạn mới tới phải không? Yes hay là ok? Bạn mới tới phải không?
Have you just come? Huh? Yes hay ok? Yes. Ok, mình hỏi có phải hay không thì mình trả lời yes, đừng có nói ok. Đấy. Rồi, một câu nữa nha. Ok. Is she beautiful? Is she beautiful? Yes hay là ok? Yes, phải không? Cô ta đẹp phải không? Phải. Yes, she is, right? Nhớ nha, không được nói ok. Rồi, câu nữa nha. Bạn đi với tôi không? Bạn đi coi hát với tôi không? Do you want to go to the movie with me? Câu này ok cũng được. Yes cũng được. Ok. Ok cũng được mà yes cũng được. Yes là lịch sự, là mình trả lời với người lớn tuổi hơn mình, với người mà mình tôn trọng, ba mẹ mình, thì mình trả lời yes. Ok. Còn người ngang hàng hay là người nhỏ hơn mình thì mình trả lời ok. Nghĩa là câu này trả lời ok cũng được, yes cũng được. Ok. Right. Ví dụ nha. Can you come early tomorrow? Can you come early tomorrow? Could you show up early tomorrow? Yes hay ok? Huh? Muốn biết xác định là có hay không, không phải hay không, thì bắt buộc mình chỉ trả lời yes mà thôi. Ok. Còn những câu hỏi mà người ta yêu cầu mình làm chuyện này, hay là người ta đòi hỏi mình làm chuyện này chuyện kia, ok, thì mình trả lời yes cũng được, ok cũng được. Diệp tớ tớ hiểu không? Hiểu không? Hả? Diệp tớ tớ hiểu rồi phải không? Hả? Hả? Yes, phải không? Bây giờ hỏi lại nè. Ok, hỏi lại nè. Is it cold outside? Trời ngoài lạnh không? Trời ngoài lạnh phải không? Trả lời sao? Is it cold outside? Yes. Không, mình không có nói ok. Tại mình hỏi có phải hay không. Ok, thì mình phải bắt buộc trả lời yes, chứ đừng có nói ok. Right? Do you go to school today? Do you go to school today? Yes hay ok? Yes, phải không? Bạn đi học hôm nay không? Bạn đi học hôm nay có phải không? Yes, phải không? Right. Rồi câu này nha. Could you pass me a sugar? Could you pass me a sugar? Yes hay là ok? Bạn có thể đưa tôi cái hũ đường hay không? Ở đây mình trả lời hai cái đều được, yes cũng được mà ok cũng được. Khi mà một cái sự mà yêu cầu làm chuyện gì đó thì với người lớn thì mình say yes, ok, cho nó lịch, cho nó lễ phép, hay với ông boss của mình, ông boss của mình, hay là người lớn tuổi, hay là người mình kính trọng, hay ba mẹ mình, thì mình say yes. Bạn có thể đưa tôi hũ đường hay không? Với ba mình yes, với em mình ok, với đứa em nhỏ mình, chị đưa cho em hũ đường được không? Ok. Em chị hiểu rồi phải không? Đấy. Có nghĩa là mình đòi hỏi cái người nào đó chuyện gì đó, yêu cầu làm chuyện gì đó, thì mình đều trả lời ok hoặc yes đều được. Nhưng mà mình xác định coi cái câu hỏi mình đúng hay là không, có hay là không, thì mình chỉ trả lời yes mà thôi. Ok. Rồi, hiểu rồi chứ gì? Rồi, bây giờ qua cái vòng tròn kỳ diệu nè. Gọi là magical circle. In time and on time. In on time là đúng ngày chốt. Ví dụ mình hẹn cái ông mà sửa xe, mình nói: "Ồ, thứ năm tôi ra lấy xe nha ông." Thứ năm mình ra, ổng cũng chưa sửa xong. Ok. Có nghĩa là ổng không có sửa xe mình on time, đúng giờ, đúng hẹn.
Còn in time là làm sao? Giờ vẽ vòng tròn nha. Vẽ xong rồi chưa? Hình như các anh chị vẽ xong rồi phải không? Vẽ vòng tròn xong chưa? Lấy tờ giấy để viết ra vẽ nha. Cái này mình phải thực tế chút xíu. Rồi, cảm ơn cô Gấu. Ở trong cái vòng tròn á, để chữ in. Ok, để bao nhiêu chữ in cũng được. Ở trong cái vòng tròn để chữ in. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi, ở trên cái đường chu vi của cái vòng tròn đó, các anh chị biết đường chu vi chứ gì? Perimeter, cái đường chu vi rồi chứ gì? Trên cái đường chu vi đó thì để chữ on. Ok, xong chưa? Trên đường chu vi để chữ on. Rồi, ở ngoài cái vòng tròn đó thì để chữ arc. Chữ arc, ok. Ở trên cái đường tròn mình ké của chữ arc luôn, có nghĩa là trên cái đường chu vi cũng đề chữ arc luôn, rồi ở trong cái vòng tròn cũng đề chữ arc luôn, ok, nghĩa là chữ arc everywhere, in, on and out, ok. Vision rất là hay nha các anh chị, cái bài về giới từ đó, in, on, out rất là hay, ok. Cái vòng tròn này đó, các anh chị mà thuộc cái vòng tròn này là các anh chị không có sợ, rồi chưa? In on art xong chưa? Có nghĩa chữ art nó ở ngoài, ở trong và ở trên cái đường chu vi luôn. Còn chữ in chỉ ở trong thôi, chữ on chỉ ở trên thôi. Xong rồi phải không? Rồi bây giờ mình đi interview nha. Mình có cái we have the job interview 8 giờ. Ok. Thành ra ở trên cái đường tròn đó mình ghi số 8 tại ngay chốc cái giờ mà phải không? Đúng 8 giờ. Đấy. Một điểm dính liền với nhau thành cái đường thành một cái đường thẳng phải không? Đường thẳng hay đường cong? Các anh chị học toán rồi các anh chị biết điều này phải không? Đấy, đường thẳng là gì? Là nhiều một điểm hợp lại dính liền với nhau thành một cái đường thẳng. Đồng ý không nào? Nếu các anh chị nào không học toán, không biết phải không nè, không biết thì lật sách toán học lại đi phải không nè, phải. Thành ra cái đường chu vi chỉ là một điểm thôi là 8 giờ, đúng thì chốc 8 giờ nha, chứ không phải 8 giờ 1 phút hay là 7 giờ 59 phút, không phải nha, đúng ngay chốc 8 giờ là chữ on á, trên cái đường tròn á, right. Rồi ở phía trong cái đường tròn thì các anh chị nghĩ nó mấy giờ? Nếu mà đường chu vi là 8 giờ thì ở phía trong cái chữ in là mấy giờ? Là mấy giờ? Nó có thể nó là 7 và ít hơn 8. Tám giờ nó có thể là 7 giờ 50, 7 giờ 59,
Thấy thấy vòng tròn kỳ diệu không? Thấy vòng tròn kỳ diệu. Rồi bây giờ nói một cái nữa nè. Bây giờ đó, thí dụ như là mình đang ở trong ngồi ở trong lớp, ok? Mẹ mình hỏi, "Where are you, boy? Where are you now, boy?" Mình nói là I'm in school hay là on school hay là at school. Hả? Anh chị nói, "Ờ mẹ, tôi đang ở in school hay là at school?" At school cũng được mà in school cũng được, phải không các anh chị? Tại chữ at nó vừa ở trong vừa ở ngoài mà, phải không? At cũng được mà in cũng được, phải không? Đồng ý không nào? Right. Nhưng mà mình nên nói là mình in school cho chắc ăn hơn, ok? Cho mẹ mình yên tâm hơn. Tại vì mình nói at school có thể mình đang đứng ở ngoài cổng trường, phải không? Có thể mình đang đứng ở ngoài trường, mình không có trong lớp học. Đồng ý không nào? Right. Anh em mình dùng cái chữ in cho mẹ mình ăn. Tâm hơn. Ok. Đấy. Tại vì theo cái vòng tròn thì các anh chị có thể tưởng tượng được. Rồi bây giờ mẹ mình hỏi chứ, "Where should I pick you up?" Pick me up in school hay là at school hay là on school, hả? Nghĩa là đứa con ở đâu thì các anh chị nghĩ là oh, pick me up in school hết trơn á. Không có ai dùng chữ on school hết trơn á. Okay. Thành ra nên rước con ở at school. At school có thể là nhiều khi mình đứng ở trong trường, phải không? Mình có thể mình đang đứng ở trong trường, phải không? Dành có tiêu rồi. Phải không các anh chị? At the door có thể tâm rớt nó mất tiêu rồi. Right. Đồng ý không nào? Tại at có thể nó ở ngoài mà. Còn nếu in là mình đục cái lỗ mình nhét tờ giấy vô. Các anh chị đồng ý không nào? Nếu mà các anh chị nói in the door là cái người đó đó họ đục cái lỗ, họ nhét tờ giấy vô, phải không? Thành ra in the door. Hoặc là cái tờ giấy nó nằm ở trong nhà đó, okay. Đúng không? Và tờ giấy nó nằm trong nhà chứ nó đâu phải nằm trên cái cửa đâu. Đúng không? Right. Thành ra đây mình sẽ nói on là bắt buộc nó phải nằm ở trên cái mặt của cái cửa, phải không? Nó nằm ở trên cái đường chu vi, phải không? Thấy. Thành ra bắt buộc cái tờ giấy nó phải on the door. Em chỉ tưởng tượng được cái vòng tròn rồi phải không? Ok, đó là cái vòng tròn đó. Thành ra khi mà mai mốt mình học về cái preposition, các anh chị sẽ sử dụng cái vòng tròn này mà các anh chị biết khi nào dùng on, khi nào dùng in and khi nào dùng at. Ok. Rồi, bây giờ what time is it? It's 9:03 rồi. Ok, trở lại bài tập nha các anh chị. Trở lại bài tập nha. À, cái gì quên rồi, nếu mà các anh chị mà miss cái phần nào thì hồi nãy có ai bring up cái
cái link đó các anh chị vô đó, hình như ai đó thâu bài Tiểu My trong đó đó thì phải. Ok rồi anh chị, tất cả đều hiểu rồi phải không? Hiểu. Đều biết về cái dòng tròn kỳ diệu rồi phải không? Phải không? Còn ai thắc mắc nữa không? Cái bài này Tiểu My chia sẻ các anh chị nhiều lần rồi đó. Ok rồi bây giờ tiếp tục bài tập nha. Voting the elections next week. Này nghĩa là gì các anh chị? Holding có nghĩa là họ tổ chức phải không các anh chị? Phải không? Câu này, ở đây mình sẽ dịch là họ sẽ tổ chức nha các anh chị, mình không có dịch là họ đang tổ chức. Các anh chị biết tại sao không? Đây họ dùng cái present continuous, nhưng mà ở đây là nó là future time, okay. Nó là tương lai, nó chưa có xảy ra nha. Nó là present continuous nhưng mà nó used in for future. Họ sẽ tổ chức những cái cuộc bầu cử tuần tới. Okay. Đổi câu này đi các anh chị. Bây giờ cái này hơi mới mới. Tiểu My sẽ đi từng step cho các anh chị nha. Trước nhất đó là mình đổi cái trúc từ ra chủ từ, làm chủ từ phải không? Nên mình sẽ có the election. Chúng mình ôn lại cho các anh chị nào mới vô nha. The election. Ok, trúc từ làm chủ từ. Rồi, trong câu mình các anh chị thấy có trợ động từ không? Có không? Cái câu của chicken đó có trợ động, I mean no, cái câu active đó có trợ động từ không? Có không các anh chị? Answer me please. Có. Ok, có. Đó là chữ gì? Đó là chữ gì? Chữ or, phải không? Đó là chữ or. Right? Thành ra mình sẽ lặp lại cái trợ động từ đó. Lặp lại có nghĩa là mình viết lại. Đó là cái step thứ hai. Xong rồi đó, bây giờ mình mới khi sau khi mà mình lặp lại trợ động từ thì mình sẽ áp dụng công thức. Ok. Công thức là động từ to be and past participle. Ngay. Cái động từ to be đó phải chia theo cái thì của động từ chánh. Phải không? Động từ chánh là holding. Thì động từ to, nó ở thì continuous, right? Thành ra động từ to be phải cũng là continuous luôn. Thành ra động từ to be sẽ trở thành being, phải không? Thành ra cái câu mới mình sẽ có the election. Are being. Ok, làm theo từng step đó, right? Rồi, kế đó là past participle của động từ chánh là động từ to hold, phải không? Hold. Past participle là gì các anh chị? Hold held held, phải không? Hold held held, phải không nào? Cái cột thứ ba của động từ bất quy tắc đâu phải hold 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 đâu. Hold hold. Hô heo hô hả? Không tính sổ. Không lẽ Tiểu My học học sai.
Oh, heo heo phải không? Okay, let me double check then. Tiểu My nghĩ Tiểu My học đúng chứ không có học sai, nhưng mà Tiểu My phải check lại. Hô heo hô hả? I don't think so. Khi mà các anh chị học cái động từ bất quy tắc, các anh chị phải học ba chữ như con két luôn. Mình chỉ cần đọc một chữ thì ba hai chữ sau tự động cái miệng mình nó lặp lại. Ok, participle. Chí, hô heo heo, thấy không? Thấy rõ ràng không? Thấy không các anh chị? Chỉ mình đọc không cần suy nghĩ. Ok, đọc không cần suy nghĩ. Hô heo heo. Ok. Không. Hô heo heo. Chỉ mình đọc không cần suy nghĩ đúng ngay chốc. Không chờ con số độc đắc nào hết trơn á. Ok, rồi bây giờ trở lại vấn đề. Ok, thành ra cái câu mới mình sẽ có là the election or be. Ok. Không có được thử tụi mình nha các anh chị. Right. Đó. Không? Rồi, chữ đây sẽ trở thành chữ them. By them, nhưng mà mình không cần lặp lại. Okay. Tại vì they, someone, no one, nobody, hay là somebody, mình không cần lặp lại mấy chữ đó. Thành ra mình chỉ repeat lại cái next week. Okay. The election are being next week. Nhiều khi mình nói đúng mà mình thấy nhiều người nói khác mình, sao làm cho mình bị confused phải không? Mình bị tẩu tẩu hỏa, mình không còn tự tin nữa. Ok, đừng làm vậy nha các anh chị. Đừng làm Tiểu My bị tẩu hỏa. Tiểu My học cái gì là nó ngay chốc cái đó. Ok, không thể nào sai được hết trơn á. Ok. Mở miệng ra mình nói hô heo heo thì chắc chắn nó sẽ là heo. Ok. Cái chị nói hô heo hô làm Tiểu My confused. Ok. Đừng làm Tiểu My bị tẩu hỏa nha. Đó, cái câu mới nó sẽ trở thành như vậy. Ok, trở thành như vậy. Ok. Anh chị biết cách đổi rồi phải không? Nhớ nha, trợ động từ phải lặp lại. Còn động từ to be phải chia theo cái thì của động từ chánh là continuous thì sẽ trở thành being. Right. Rồi động từ chánh đổi thành past participle thì nó sẽ ở cột thứ ba. Hoặc là nó sẽ thêm ed cho cái động từ thường. Nhớ cái luật là như vậy. Ok. Ok. Ghét anh chị quá đi, cho câu khó cho biết. Trả thù. Trả thù cho biết. Dám thử tiếng nghi ha. Này nha, câu này. Three inspectors were investigating the crime when the criminal gave himself to the police. Ba cái người người gì ta? Ba cái người gì? Người người inspector là người gì? Anh chị dịch đi. Anh chị dịch câu này đi. Ba cái người thanh tra hả? Dạ, ba người thanh tra thì đang đang investigate. Investigate là gì? Đang điều tra phải không? Dạ, đang điều tra. Nhớ thanh tra thì phải điều tra. Ba thám tử. Inspector là thanh tra đó chứ không phải thanh tra đó. Dạ, đang điều tra.
đang điều tra cái tội, tội tội ác. Khi mà cái tên 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 làm tội đó, criminal là những cái người mà họ họ làm những cái tội mà kinh khủng đó, gọi là criminal, giết người này kia, hay là tên phạm đó, tên tội phạm. Khi mà cái tội phạm đó thì give himself to the police là gì các anh chị? Là ra đầu thú á. Okay. Give himself là đầu thú á, là tự 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 giao mình cho cảnh sát á. Okay. Tự giao mình cho cảnh sát, nghĩa là ra đầu thú á, phải không? Là nộp mạng đó, ra nộp mạng cho cảnh sát. Yeah, câu này khó đấy nha. Giờ các anh chị chết luôn cho rồi đi. Rồi các anh chị chết luôn cho rồi đi. Ok, khi mà mình có hai cái mệnh đề. Ok. Thấy không các anh chị? We have two clauses in here, right? Một mệnh đề chánh và một mệnh đề phụ, phải không? Thành ra mình chỉ đổi cái mệnh đề chánh mà thôi. Okay, đổi một mệnh đề mà thôi. Anh chị nhớ điều này nha, đừng có đổi hai mệnh đề rồi là điên cái đầu luôn, right? Rồi giờ các anh chị đổi đi. Yes, ok, để tìm đi đổi từ từ cho các anh chị. Cái câu này mình chỉ đổi cái mệnh đề chánh là mệnh đề đầu tiên mà thôi. The three inspector was investigating this crime. Okay. Đổi mệnh đề này mà thôi, còn mệnh đề phía sau mình sẽ lặp lại. Thành ra mệnh đề đầu tiên thì rất là dễ phải không chị? Trước nhất mình lấy túc từ làm chủ từ. Right. The crime. Right. Rồi, ở trong câu có động từ, có trợ động từ hay không? Có trợ động từ hay không? Trả lời đi please. Có, thấy không? Là were, thấy không? Thành ra mình sẽ lặp lại cái trợ động từ và bắt buộc nó phải đi theo cái chủ từ mới. Các anh chị nhớ điều này nha. Bắt buộc nó phải đi theo cái chủ từ mới là the crime. Thành ra trợ động từ nó là were, phải không? Sẽ đổi thành là was. Okay. Nhớ nha, phải đi theo cái chủ từ mới là the crime sẽ trở thành was, right? Rồi mình mới áp dụng công thức là be cộng với past participle, đúng không? Thành ra be này phải chia theo cái động từ chánh là investigating, là continuous, right? Thành ra nó sẽ trở thành là was being, phải không? The crime. Lặp lại trở động từ nè, right? Rồi chia động từ to be theo thì continuous, okay? Was being, phải không? Rồi mới tới cái past participle. Past participle của động từ to investigate, đấy. Thành ra past participle của động từ thường thì mình chỉ thêm ed mà thôi. Trong trường hợp này nó có e rồi, mình chỉ thêm cái d mà thôi, đấy. Thành ra câu mới sẽ có là investigated, phải không? Gated. Ok. Rồi, đó là cái step kế. Rồi. Rồi ở đây mình có cần lặp lại cái by three inspector không các anh chị? Có cần lặp lại không? Theo các anh chị nghĩ có cần lặp lại không? Bắt buộc phải lặp lại phải không các anh chị? Bắt buộc, tại vì người ta nói three mà, thấy không? Bắt buộc phải lặp lại, biết đâu nó hai hoặc một rồi làm sao. Thành ra mình bắt buộc phải lặp lại là ba lần chứ không phải là hai hoặc một, phải đây bắt buộc.
Là mình sẽ lặp lại cái chủ từ, mà nếu mà mình lặp lại chủ từ thì bắt buộc phải có chữ bài, nhớ nha các anh chị. Bài tree inspector và cộng thêm cái mệnh đề ở phía sau. When the criminal gave him, gave himself to the police. Police. Đó, cái câu nó sẽ đổi. Các anh chị cứ đi từ step như vậy thì bất cứ cái thì nào các anh chị cũng không sợ hết trơn, phải không? Rồi, tiếp tục nha. Giờ qua hơi khó khó rồi đó. Ok, câu khác. Nhớ nha, trong câu có hai mệnh đề, mình chỉ cần đổi một mệnh đề mà thôi. Ok. Murano in Italy is the place where they are still making glass in traditional way. Murano là một cái ở ở bên Ý á, là một cái nơi mà họ vẫn còn đang làm kiến đó các anh chị, đang làm kiến á, không phải kiến đeo mắt nha, glass là một là kiến á. Trong cái cách cổ xưa kính và kính kiến gì đó, gương á. Hello, kính truyền thống, không phải kính đeo mắt nha. Cái loại glass nó có nhiều cái nó có nhiều loại kính truyền thống, kiểu như biết kính truyền thống theo cách xưa phải không, dùng để cách từ xưa đó, traditional way là cách xưa, là cách xưa đó. Anh chị đổi câu này đi, coi thử anh chị đổi làm sao. Hai câu này, các anh chị nghĩ cái mệnh đề là nào là mệnh đề chánh? Anh chị nghĩ cái mệnh có hai mệnh đề. Mệnh đề nào là mệnh đề chánh? Mệnh đề ở phía sau, glass is still being, they are still making glass in traditional way. Right? In Moreno. Thế thật sự cái câu này nó nói như vậy, in Moreno, right? Câu này đó, thành ra nếu mà mình dịch như vậy thì mình thấy cái mệnh đề chánh nghĩa là cái Moreno in Italy. Để mình coi kìa, it's the place where glass is still being made in traditional way. Henry đúng. Lucky where glass is still being very good. Các anh chị thấy chữ still ở đây, ok, been and been, been and been. Cái chữ still ở đây nó là trạng từ,
Khi mà trong câu có trạng từ thì nó phải đứng sau cái trợ động từ đầu tiên. Okay, I keep repeating this point. Đứng sau cái trợ động từ đầu tiên. Trong câu mình có hai trợ động từ phải không? Is and be. Being, phải không? Right? Is and being. Đồng ý hôm nay Dean An Bình. Cho nên nó phải đứng sau cái chữ is. Okay. Dean An Bình, answer me please. Dean An Bình thấy cái chỗ này không? Phải đứng sau cái chữ is. Okay. Đâu có hỏi Thi Huyền với lại Xuân Hương đâu. Xuân Hương rồi. Hey you, very good. Nhớ không, Dean An Bình? Dean An Bình, answer me please. Okay, direct paper đúng luôn. They were considering the possibility of further negotiation. Đang được coi là con này dịch khó quá đi, thanh chị dịch đi. Đổi từ past active ra passive. Okay. Change the verb to active or I mean from active to passive. Đinh An Bình trở lại rồi phải không? Cái câu của Đinh An Bình sai bé. Okay. Nhớ trợ động từ still phải đứng sau, trạng từ still phải đứng sau cái trợ động từ đầu tiên là is. Okay, is still being chứ không phải is being still. Okay. Rồi câu này đi các anh chị. Câu này dịch sao nào? Let me Google it then. Đây đã xem xét khả năng đàm phán thêm là gì? Câu này dịch sao các anh chị? Có thể cái thuộc thổ lẫn. Câu này dịch là gì các anh chị? Dịch tiếng Việt đi. Câu này có nghĩa, theo Tiểu My hiểu, có nghĩa là như gì? Ok. Cái vấn đề này đó, nó không có thể giải quyết được. Phải không? Và họ đang, và họ đang xem xét tính khả thi của cuộc thương lượng xa hơn. Khả năng đậm. Ok. Cái vấn đề này được xem như là có thể vậy đó. Yeah. Cái vấn đề này được không phải để đàm phán thêm, không phải
Không phải các anh chị, họ nó thì đang được coi như là consider, các anh chị sẽ dịch là coi như là, phải không, phải không? Consider là xem xét hả? Yeah, xem như là hay là coi như là, chứ không phải là xem xét. Ok. Để coi, để mình nghĩ lại coi. They were considering. Yeah, đây là người ta, đúng rồi. Họ thì ok, cái này là cái động từ. Let me see. Consider. Ok, let me Let me, okay, just make sure one more thing, then. Consider, okay. Consider, to think carefully about. Yeah, cũng có nghĩa là xem xét, đúng rồi. Especially in order to make a decision, đúng rồi. Yeah. Họ đang xem xét, đúng rồi. Họ đang think carefully, okay. Họ đang xem xét kỹ lưỡng. Okay. Họ đang xem xét kỹ lưỡng. I don't know. Họ đang xem xét sự khả thi của cuộc thảo luận xa hơn. Có nghĩa là họ đang họ đang xem xét để I don't know. Cái tạm dịch theo các anh chị đi. Chứ mình hiểu mà chứ mình không không hiểu được tiếng Việt. Nghĩa là cái cuộc thảo luận này đó, nó chưa có đi tới kết quả. Thế họ đang nghiên cứu về cái kết quả, họ đang nghiên cứu về kết quả, để thương lượng thảo luận thêm á, thêm á. Nghĩa là cái vấn đề này nó chưa có được giải quyết, ok, và nó chưa có được giải quyết, phải không các anh chị? Thấy như vậy á, và họ đang nghiên cứu về thảo luận thêm nữa mới đi tới cái kết quả, phải không? Đấy. Ok. Yeah, để đi tới kết quả đó. Possibility of further negotiation were being war hay là worse, war hay là worse, war phải không? War, yeah. Tại negotiation, okay, những cái cuộc thảo luận, right? Negotiation, so là war. Okay, so nhiều war. Possibility of. Yeah, đúng rồi, worse. Okay, worse. Okay, worse. Mấy giờ tí mi nghĩ nó là worse. Worse, okay. The possibility. Okay, các anh chị. Ở đây đó, cái chánh là cái gì? Cái chánh là cái gì? Cái negotiate hay là cái possibility? Hả? Cái khả năng, ok, cái khả năng là cái chánh chứ không phải là những cái cuộc thảo luận là chánh, ok, cái khả năng. Anh chị coi câu này nha. Car key. Nhiều khi mình học riết mình tẩu hỏa, biết không? Phải không? Car key có nghĩa là the key of the car. Thành ra cái nào là cái chánh, cái key chánh hay là cái car chánh, ha? Cái key chánh hay là cái car chánh, hả? Cái key chánh phải không? Thành ra cái gì đứng trước cái chữ of là cái đó là chánh, phải không? Không các anh chị, cái gì đứng trước chữ of là cái đó là cái chánh, right?
And là cái the possibility là cái chánh, tại nó đứng trước chữ of mà, phải không? Và nó sẽ là số ít, thành ra đây sẽ là was. Okay. Rồi, đồng ý hết trơn rồi phải không? Đồng ý hết trơn rồi. Was being, okay. Now next one. Okay, câu này nha. They are showing the last part of Lord of the Ring in many cinemas now. Họ đang coi cái phần cái Lord of the Ring nó có bao nhiêu part các anh chị? Các anh chị có coi phim này chưa? Phim này giống như mấy cái phim giả tưởng rất là hay đó các anh chị. Lord of the Ring, yeah, nó có 3 part. That's right. Phim này xưa rồi nhưng mà rất là hay. Okay. Ba phần luôn. Rất là dài, nó vô cái episode rồi đó, nó có tất cả là như là 20 cái episode thì phải. Nó gom lại thành một phim luôn đó, Chicken. Okay. Coi ở trong Netflix á. Nếu các anh chị bên Mỹ á, coi trong Netflix á hay là ra á, mướn về coi. Một đầu một cuốn. Dạ, yeah, một đầu một cuốn. Nói về phim giả tưởng, nói về cái ring, I don't know. Phim này rất là hay, nhưng mà coi coi lâu lắm rồi. Nói cái ring đó nó nằm ở trong một trong mấy thằng nhỏ quên rồi, okay, mà hay lắm á. Đi tìm được ra cái ring á, Lord of the Ring, Son of the God hả? Chưa. Ok rồi, đổi câu này đi các anh chị, đổi câu này đi. The last part of Lord of the Ring. Có chở động từ không? Có, là động từ to be. Or mình sẽ lặp lại là is, right? Rồi, động từ to be ở thì continuous là being. So quá khứ của show là shown, phải không? Show xin shown, phải không các anh chị? Show xin shown, right? Đọc một chữ là chỉ mình là học đọc ba chữ luôn, show, seen and shown. Okay, so red paper đúng, is being shown. My name Tom đúng, Thúy Hiền đúng, cả như vậy. I don't know, show seen shown, show seen shoulder, hả? Huh? Shown and shoulder. Huh? Okay, now next one. Có hai mệnh đề, mình đổi một mệnh đề thôi. Don't disturb now. They are preparing some very important documents. Đừng có làm phiền bây giờ. Đừng phá tôi giờ. Đừng phá họ chứ. Họ đang sửa soạn vài cái dữ kiện, vài cái giấy tờ, document thường thường là dịch là giấy tờ hay dữ kiện gì phải không các anh chị? Rất là quan trọng, tài liệu và document là tài liệu quan trọng, rất là quan trọng. Ok. Rồi các anh chị làm đi. Yeah, don't disturb now. Some very important
Documents are, tại có trợ động từ là are, mình phải lặp lại là are. Động từ to be continuous being, phải không? Past participle repaired, right? Repaired có ed. Okay. Khỏi cần nói by them. Okay, very good. Now next one. The cleaning lady is watering the plants. Kick the cleaning lady dịch là sao các anh chị? Dịch là một cái người đàn bà sạch sẽ hả? Hả? Cái câu này dịch sao các anh chị? Một người đàn bà sạch sẽ hả? Biết thế nào cũng có người nói chứ kinh nói kìa. Yeah. À, một cái người mà phụ nữ đang quét dọn đó, ok. Đây mình dịch là đang quét dọn, ok. Đang lau chùi, ok. Mình không có dịch là cô lau công nha. Một cái người đàn bà mà đang quét dọn đó, ok. Nghĩa là không phải là cổ chỉ tưới nước thôi mà cổ còn làm những chuyện khác nữa, ok. Mình phải dịch như vậy đó. Một cái người phụ nữ đang lau chùi hay là đang quét dọn đó, thì cô ta đang trong nhà, đại khái như vậy. Thế ở đây mình phải dịch là đang, thế không phải là the không phải là tại ở đây nó là present participle, thế và nó là adjective modified to a noun, thế chùi đó. Cleaning là lau chùi đồ này kia đó. Dọn dẹp này kia đó. Thì cô ta cũng đang tưới cây. Ok. Cái này nói về cái action nhiều hơn là cái nó nói về cái adjective chứ không phải là cái noun nha các anh chị. Phải không? Are being watered. Ok rồi mình qua cái phần khác. Hơi khó hơn chút xíu nha. Hơi khó hơn chút xíu nha. Giờ tới khóc rồi đó. Khóc trước khi đi ngủ ngon ngon cũng ngủ ngon phải không các anh chị? Sau khi các anh chị khóc là các anh chị ưa buồn. Ngủ lắm đâu. Đồng ý không nè? Sau khi mà mình khóc xong là mình ưa buồn ngủ lắm phải không? Mình đã cho các anh chị khóc rồi đi ngủ, ok, cho ngon, ok. Now this one. Họ đã gửi tới cái dịch đi. Nhiều câu các chị hiểu không dịch được. Họ đã gửi cái nguyên cái dàn nhạc mới cho tôi chưa? Cả như vậy. Đấy không các chị dịch vậy được phải không? Nguyên cái dàn nhạc mới. Bây giờ Tiểu My đổi từ từ thử coi các anh chị coi ai đúng nha. Câu hỏi mình sẽ đổi thành câu xác định phải không? Mình đổi thành câu xác định trước. They have delivered. Right, đổi thành câu xác định trước. My
system. Chắc phải các môn tài mà. Đúng không? Đổi thành câu xác định trước. Rồi từ câu xác định này mình mới rồi mới dùng cái be. Be chia theo cái động từ chánh là past, phải không? Phải không? Right? Anyway, đi theo động từ to help phải là past participle. Right? Rồi deliver, past participle nó giống cái past tense luôn. Right? Đó, là mình đổi thành cái passive. My new music system has been delivered. Right? Rồi giờ mới đặt thành câu hỏi. Đúng không? Đặt còn thành câu hỏi thì mình có cái trợ động từ to help, mình phải đem ra phía trước. Right? Thành là help. I mean his. Right? Thấy cái chỗ đó không Ngân Trương? Thấy chỗ đó không? Ngân Trương thấy sai chỗ đó không? Nó là his chứ không phải là help. Phải không? Đó, các anh chị làm từ từ thì các anh chị sẽ làm đúng thôi. Deliver. Rồi thêm chữ yet, cái sao. Đấy. Yeah. Mình phải đổi từ từ như vậy thì không thể nào mà mình làm sai được hết trơn. Thế chỉ có thể đổi nhanh trong đầu được, nhưng mà be carefully. Okay. Okay, next one. I strongly believe that he will develop his unusual ability in the future. Let me turn off the light. Tôi tin tưởng. Tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng ông ta sẽ gì các anh chị, sẽ phát triển cái khả năng mà và phát triển cái khả năng mà không có bình thường hả? Khả năng không có bình thường của ông ta, phải không? Phải dịch vậy không? Khả năng siêu nhiên của ông ta hả? Trong tương lai kỳ lạ, và kỳ lạ hay siêu nhiên không bình thường. Okay, tùy theo cái trường hợp của người đó, chuyện xấu gì phải không? Nên đây mình có thể mình gọi là khả năng siêu nhiệt hay là siêu nhiên hay là đặc biệt hay là khác thường hay là phi phàm gì cũng được. Okay. Rồi bây giờ đổi thành câu passive. Khác người. Dạ, cái này tốt hơn là xấu nha. Rồi, his unusual. I strongly, mình đổi một mệnh đề mà thôi. I strongly believe that. His unusual ability will be. Lặp lại cái trợ động từ will, right, là be, right, deliver. Developed, I mean sorry, developed in the future. Yeah, các anh chị biết rồi. Bây giờ kiếm câu nào khó khó chút xíu nha. Từ rồi mình mới bắt đầu áp dụng công thức be and past participle. You shouldn't keep the books from the library longer than a month. Giờ book ở trong library nó cho check out đến 6 tuần luôn đó các anh chị. 6 weeks đó, rồi mình mới renew lại. Mình mới thải não hả?
Bạn không nên giữ những cuốn sách ở thư viện lâu hơn một tháng. Và mình renew là mình mới được, mình có thể mình gia hạn trở lại thêm 6 tuần nữa là mình có thể mình giữ cuốn sách 3 tháng, đúng không? 6, 12 tuần là 4 tháng lận rễ. Nó no, 2 tháng. 6 tuần, 12 tuần là bao nhiêu? Là 3 tháng lận hả? Yeah, 3 tháng lận. What's that? What is that? The book from the library should. Trước nhất mình lặp lại trợ động từ phải không? Should, phải không? Rồi mình mới chia động từ to be. Động từ to be lucky, động từ to be ở đâu? And động từ to be nó phải đi theo cái thì của động từ chính là keep. Tại sao là been ở đây? Nhớ nhổ. Ok. Lúc nào cũng phải trở về nguyên mẫu nha Thúy Hiền. Thúy Hiền. Trở động từ should, should go, should play. Thấy không? Dạ yeah, nhớ nha. Should go, should play, should talk. Ok. Phải trở về nguyên mẫu without to. Thành là should be. Phải không? May go, may can go, đại khái gì? So câu đúng là the books from the library shouldn't be kept longer than a month. Động từ to keep là keep kept kept, đúng không? Keep kept kept. Câu này nha. Có bao nhiêu trợ động từ thì lặp lại hả cô? Yes, đúng rồi. Các anh chị nhớ điều này quan trọng nè. Nhiều khi mình gặp những cái thì mà nó rất là rắc rối, nó rất là complicated á. Không sợ, okay, không sợ. Các anh chị cứ đếm trong một câu chỉ có một động từ chánh mà thôi. There's just one main verb only. Okay. The following hay là the preceding of this are the helping verb. Có nghĩa là trong câu chỉ có một động từ chính thôi. Những cái động từ mà đi theo nó thường thường là trợ động từ. Thành ra mình đếm bao nhiêu trợ động từ thì mình cứ lặp lại bao nhiêu cái trợ động từ đó. Lặp lại có nghĩa là viết lại. Các chị nên, các chị không có sợ, đừng có confuse. Okay. Câu này nha. Someone will probably mock you if you walk in the in that part of the town alone. Một cái người nào đó sẽ có thể mock you là gì? Là đánh mình á, là hành hung mình á, hay là bị cướp á, cướp mình á, okay, mock á. Nếu mà bạn đi bộ ở cái chỗ đó đó một mình, cái gì vậy, ở chỗ đó một mình, thì trong câu này có bao nhiêu trợ động từ các anh chị? Và hai, mình có hai cái mệnh đề. Someone will probably mock you, that's one, and if you walk in, I mean if you walk in the park, part of the town alone, là hai. Mình có hai mệnh đề, phải không? Cái mệnh đề nào là chánh? Yeah, mệnh đề số 1. Mệnh đề số 2 nó chỉ để bổ nghĩa thêm cho cái mệnh đề số 1 mà thôi. So mệnh đề đầu tiên, mình cái câu trước là mệnh đề chánh. Thành ra đó là mệnh đề chánh, mình sẽ đổi cái mình sẽ đổi cái passive ngay chỗ đó.
probably. Probably nó là chẳng từ. Nhớ nha, trong câu là chẳng từ. Chẳng từ phải để sau cái trợ động từ đầu tiên, my name Tom. Các chị nhớ không? Chẳng từ phải để sau cái trợ động từ đầu tiên. Ok. Là sau chữ will, nó sau chữ be. Ok. You will be, I mean you will probably be, không? Không phải you will be red people. Property là trợ động từ. Phải không? Để sau cái trợ động từ đầu tiên là will. You will probably be mugged. Ok, mugged. Câu của Tạ Linh đúng. My name sai. Red paper sai luôn. Okay. Will properly be. Chờ chẳng từ phải để sao chỗ động từ đầu tiên. Okay. Này nha các anh chị, câu này you haven't, I mean why haven't you sent the invitation to my tailor yet? Yet, tại sao bạn không gửi cái thiệp mời cho Mark Taylor? Tại sao bạn chưa có gửi cái thiệp mời cho Mark Taylor? Why haste là gì? Why haste là gì? Hả? Huh? Chicken, why haste là gì? Why hasten? Why haven't? Why hasten? Ok, muốn biết why hasten hay là why haven't? Thì bây giờ mình sẽ đổi cái câu này thành cái câu affirmative, câu xác định trước. Có nghĩa là you haven't, phải không? You haven't sent the invitation to Mark, I mean Mark Taylor. Ok, mình đổi thành câu xác định trước. Rồi từ câu xác định này mình mới đổi thành cái passive. Right? So câu passive sẽ là the invitation. Phải không? The invitation. Lặp lại cái trợ động từ. Và trợ động từ ở đây là have not. Nhưng mà nó phải đi theo cái chủ từ mới là the invitation. Phải là hasten, phải không? Lặp lại trợ động từ, phải không? Là hasten. Right? Rồi mới tới động từ to be. Chia theo cái động từ chánh là perfect, phải không? Là động từ to be nó sẽ là been, phải không? Hasten been. Right? Hasten been. Rồi động từ chánh là send. Oh, past phải thấy what going on. Taylor. Ok. Đó, cái câu passive nó sẽ trở thành như gì? Invitation hasn't been sent to Mark Taylor. Rồi từ này mình mới đổi thành câu hỏi. Hỏi, phải không? Câu hỏi nó có cái trợ động từ to help mình đem ra phía trước, phải không? Với cái chữ why, right? Why hasten? Okay. Thành ra tại sao đây nó là hasten chứ không phải là haven't? Right?
Why hasten the invitation? Then I send two more tailor. Now repeat like a chữ yet with question mark. Anh chị hiểu rồi phải không? Các anh chị phải làm từ từ. Ok. Nếu mà các anh chị chưa nắm vững thì các anh chị phải làm từ từ như vậy. Ok. Đúng rồi, có hai object. Thường thường mình dùng cái direct object mình đổi là cái chánh. Ok. Thường thường mình dùng cái direct object mình đổi là cái chánh. Mình muốn đổi cái indirect object cũng được. Nhưng mà tội tình gì mình đổi chỉ hai câu nó mệt. I misspell ngay chỗ chữ biên, okay? I misspell ngay chỗ chữ biên. Yeah, thank you for reminding me the time is up. Hết giờ rồi các anh chị. Mời các anh chị muốn làm bài tập tiếp hay là các anh chị muốn học cái mới? Tại bài tập này còn nhiều, nhiều lắm. Và nó khó, okay? Thí dụ như cái câu này. Okay, bài tập còn rất là nhiều. Ví dụ câu này các anh chị đổi sao? It is said that the syllabus will be rearranged. You are very welcome, Việt Minh. Thấy không? Bài tập ngày mai nó có những cái câu như vậy. Okay. It is said that the syllabus will be rearranged. Okay. Không, cho thí dụ thôi. Ok, cho thí dụ thôi. Và ngày mới có những cái câu tự tựa như vậy đó. Ok. Hay là những cái câu này. Ok, nói tóm lại, nó còn nhiều cái bài tập khó hơn nha các anh chị. Tùy các anh chị hả. Thí dụ như câu này. Ví dụ như câu này. Trên 20 lần là Angry Tiger. The city in the north is have been affected by migration in recent years. Nói khó như vậy. Ok, tùy anh chị đi. Ngày mới đó, một là làm bài tập tiếp. Bài tập còn rất là nhiều. Ok. Thí dụ như câu này. Ví dụ như cái này. Okay. The sentence is tremble. You have to put it in order and passive case. Ví dụ như cái này. Cái này nó là tremble, nó là để lẫn lộn, okay, để lẫn lộn. Không có theo thứ tự. Mình phải sắp đặt lại thứ tự thành một câu ở trong cái thể passive. Ok. Make the sentence in passive voice and use the correct tense. Đó. Anyway, thôi ngày mai mình làm bài tập tiếp nha các anh chị. Kiểu mình nghĩ các anh chị còn confused dữ lắm á. Ok. Ngày mai làm bài tập tiếp nha. Anyway, mình cũng we don't have enough time for the new lesson. Anyway, right? Mình cũng không có đủ giờ để cho cái bài mới đâu, right? Yes. Ok, các anh chị đi ngủ hết đi. Tại khuya rồi, right? 11 giờ rồi phải không? Anh chị đi ngủ hết đi. Chưa hiểu hả Sea Wave? Chưa hiểu chỗ nào? Chưa hiểu chỗ nào? My name Tom. Cười. Don't picky, okay please. Picky là gì các anh chị? Picky là gì? Picky là dạch lá tìm sâu. Đó là bắt bẻ từng chút á. Okay.
là bắt bẻ từng chút á. Thế nó không phải picky là kén chọn, picky là cũng là nhặt lên, nhưng mà picky ở đây là một cái thành ngữ. Thế don't picky, don't picky nghĩa là không phải kén cá chọn canh, nghĩa là đừng có dẹp lá tìm sâu á, đừng có bắt bẻ từng chút á, đừng có rình rình, đừng đừng có rình rình á, đại khái như vậy. Okay. Picky mà cái chị giúp pick là nhặt lên, pick. Okay. Picky. Playoff là playoff là những cái game mà thường thường sau cùng á. Okay, gọi là playoff. Cái game mà để quyết định á. Okay, những cái game mà để quyết định gọi là play off. Off là away from cái gì đó, nghĩa là chơi game đó xong rồi nhà ai mới về đó. Okay. Người ta nói play off game là gì đó. Okay, and that's it for today. I'll see you tomorrow, okay? And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khá mỗi ngày mỗi đêm bình an như vậy. Gửi mai lại cho các ốp nha. Bye các anh chị.